Ông về nhà ông đừng nói chuyện với tôi. Chối hả? Ừ, tôi cho ông chối. Đã nói không có, nghe em nói hoài vậy trời. Cái gì? Ngoài đường ngoài sát cửa lộn tao cái ghiêu chàng. Anh hai mày kìa, chở tao đi ngoài đường mà nhìn gái nó mày. Tao nói là tao không có giùm gái. Từ trước tới giờ tao có cái tật đó đâu. Bà khẳng định là tao giùm gái mày. Đóng máu không? Ôi, nhiều khi ông dòm xe đó bà ơi, hơi đâu ông dòm mới nhớ đó. Đó, giờ ông có gì đâu, bà không tin ổng khi tôi tin ổng đó, anh hai tôi là nhất. Tao thấy trong mắt ổng liếc liếc qua nhỏ nó mặt hùng tới đây nè, nó chạy chiếc xe màu đỏ nữa. Ê, bậy nha, màu vàng. Thấy chưa, tao đâu có sai đâu. Mày tin nữa đi. Mới nghe nhớ bạn nói đồ xe đa bán phở ngoài chợ giảm giá 50% kìa. Đầm quấy đồ nhóc kìa. Đi ông chị hai, lên xe. Nhanh dữ vậy em cố. Bữa nay tao đang buồn. Tao mà không mua sập chỗ đó, tao là con mày. Vô chồng lấy lúa lẹ lên. Lấy xong luôn rồi nè. Dứt. Nè, máng lên xe. Mày lấy cái gì vậy? Kêu lấy lúa nè. Mày đi theo anh hai mà liền. Không thôi tao cho mày ăn bánh và lợn. Tao gặp hai anh em mày ở đâu rồi tao gượt cái đó đó đó. Tụt cảm xúc. Đã tao nói rồi ha. Một mình tao là đủ rồi. Thêm mày nữa biểu sao ba không nổi điên. Đã giao kèo rồi, đứa ngày chẳng, đứa ngày lẻ. Có gì mày đem cơm cho tao ăn được, tao đem cơm cho mày ăn được. Chọc bá chiên lượt giờ hai thằng đói mèo gâu mày thấy chưa? Ôi mệt quá ông nội ơi, giờ sao vô nhà đây nè. Giờ này vô nhà có nước ăn dép lào chứ ăn cơm gì. Anh hai, bữa nay sinh nhật bả, cho mượn tiền hát sao trả đủ tôi đó nha. Thôi mệt mày quá mày ơi, có khi nào tao mượn tiền mày tao giật mày chưa? Nói kỳ vậy. Có khi nào ông trả tôi đâu thì đúng hơn á. Đâu có giật đâu, một ly không trở lại thôi à. Lần này uy tín nè mày, đi lẻ đi. Cái gì nữa vậy? Ê mày, giờ mua cọng dây chuyền tặng bả rồi không biết cái ni rồi sao mua. Lỡ mua cọng dây chuyền bằng cọng dây nịt rồi sao bả đeo. Thì mua nhẫn. Không có được, bả phải dây chuyền. Mày nhắm được không mày? Vô lẹ đi, ngồi bá thức bây giờ. Mới ta vũ môn. Mới ta là trời. Đi Bình Dương luôn đi.